là Hoàng, 30 tuổi. Tôi nghĩ mình cũng đẹp trai, có sức hút đối với các cô gái lắm chứ. Nhưng rất tiếc, tôi đã có đối tượng của đời mình rồi. Và đó là lần đầu tiên em thấy chị. Chị đẹp, em cũng đang rất là rảnh, yêu luôn chị. Ngoan nào, đừng chống cự. Bít cửa. Chị có cách. Đây là vũ khí hạng nặng. Con mồi nào mà trúng là coi như từ chết cho tới đêm chôn. Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Ê, không được đâu. Em là cháu Đức Tôn á.